요리사네, 요리사 완전히. Đông Dương Cúc. Đi nhận thiết pe thôi mọi người ơi. Soan đã được giao hàng đến này. Hôm nay xem Soan mua gì nhá. Ô, thiết pe đến rồi. Wow. Ô. 10 cân ăn tha hồ mà ăn luôn. Wow, nhìn có vẻ ngon đây bởi vì lần trước thì Soan mua quả to thế là nó bị dập á mọi người. Nó cứ hay bị dập ở trong quả này. Đây, lần trước là quả to kiểu này này. Xong nó dập nhiều, xong lần này Soan rút kinh nghiệm là mua quả gọi là quả vừa và nhỏ. Nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn lẫn quả to đây này. Thỉnh thoảng vẫn lẫn quả to lộn xộn vào răm. Đó. Wow, nhưng mà ngon đấy. Nhìn đã mắt chưa? À quên, thùng này 11 cân chứ. Tha hồ mà ăn luôn. Thử quả luôn cho nóng xong. Chọn quả. Ở bên này thì mùa đông nó hay ăn quýt lắm mọi người. Có một cái ấm kiểu như là kiểu dòng một truyền thuyết luôn ấy. Mùa ở Hàn Quốc là mùa đông trùm chăn xong rồi xem phim Hàn và ăn quýt. Đó là một kiểu lãng mạn. Quýt thì bình thường nếu mà mua đầu vào đầu mùa đông ấy thì là Soan sợ nó kiểu nó thanh thanh, nó chưa ngọt ấy. Lần này thì Soan để cuối mùa rồi hãng mua thì chắc là nó sẽ ngọt hơn. Ngon ghê. Ngọt rồi. Ngày trước là kiểu ở Việt Nam ấy, nếu mà ăn quýt hay ăn cam thì Soan kiểu từng bóc từng múi ăn, nhưng mà sang bên này quen ấy, kiểu là thường là để như thế này ăn luôn này. Một quả chỉ khoảng tầm ăn khoảng 4 miếng là xong rồi. Ngon quá à. Ngọt cực, quả nhỏ ngọt. Wow, còn những quả to này công nhận. Ở đây chênh lệch lực lượng cho mọi người. Bên này là loại quả nhỏ bên đây. Nhưng mà lúc nãy Soan ăn thử quả nhỏ thì rất là ngon. Quả to này thì dọn ra đĩa các thứ thì nhìn là đẹp, nhưng mà khả năng là nó sẽ có cái độ xốp hơn ấy, nó không chắc bằng như quả nhỏ. Quả nhỏ nó có độ mọng mọi người, đây này. Quả nhỏ nó có độ mọng đây này. À, kiểu Soan còn nghe có kiểu là nặn bên ngoài một chút xong rồi bóc ăn thì sẽ ngon hơn. Quả nhỏ xong rồi bây giờ Soan sẽ thử quả to nhé. Đó, quả to thì nó không có cái độ chắc bằng quả nhỏ. Đấy, bóc ra nó kiểu nó mềm mềm á. Với cả không biết là Soan nhận ra không biết có đúng hay không á, nhưng mà cứ quả to ấy thì là bóc cái sơ trắng này nó bị dính nhiều hơn này. Còn mà bóc quả nhỏ ra thì cái sơ trắng này ít dính ấy, cho nên nó nhìn sẽ đẹp hơn. Quả to cũng ngọt nhưng mà lúc nãy thử quả nhỏ thấy quả nhỏ đậm ngọt và ngon hơn. Soan sẽ phân loại nhặt quả to cho sang một bên. Đây, cho quả to vào trong cái rổ này. Cho mấy quả to vào đây cho nó phân loại luôn á. May quá lần này kiểu đấy, Soan đặt cái loại quả này nó ấy hơn, nó đỡ dập hơn này. Mấy quả bên dưới nó kiểu hay bị méo như này. Nó hay bị méo như này nhưng nó không dập. Có quả nào dập là phải lấy ra ăn trước chứ không à. Nó ấy liền á, nó mấy cái quả này nó nhiều vitamin C mà nó hay bị mốc lên đó mọi người. Mốc lên với cả nó có mùi chua. Hiện tại đã là một rổ quả to này. Nhà xoay có cái rổ này đựng hoa quả xinh đúng không mọi người? Cái rổ này á, thích hợp nhất là đựng quýt luôn á. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Soan làm nem này mọi người ơi. Soan đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi này. Nhìn cũng xinh phết đúng không mọi người? Cho vào hết trong chảo rồi, xong Soan cũng cho trứng rồi. Nguyên liệu hôm nay gồm có thịt xay này, cà rốt thái sợi này, mộc nhĩ này, ở giữa là có hành tím và hành tây Soan thái nhỏ này, có hành lá thái này, rồi miến này và mấy quả trứng. Soan còn cho một ít lá rau thơm ở dưới hành lá này này. Wow,
Xong thì bây giờ Son sẽ cho hạt nêm. Wow. Đang định bí mật với ông Đông Du thì anh ấy chạy ra xem này mọi người.이거 다 하는 거야? 와, 요리사네, 요리사 완전히. 응? 소환이 완전 요리사네요. 자, 씨 뭇간. Và cho thêm xíu tiêu nữa cho thơm. Rồi bây giờ vào công đoạn trộn đều. Bây giờ là vào công đoạn cần sự tỉ mỉ nhất đây, bắt đầu cuốn. Được cái là anh Đông Dung ngồi bên cạnh xong rồi cứ ấy cung cấp lá nem cho, thế là hai đứa cùng làm thì nhanh hơn đó. Xoan thì cuốn, anh Đông Du thì bóc lá nem xong rồi Xoan cuốn xong cả là đã có lá nem sẵn rồi cho nên hai đứa cuốn cũng khá là nhanh. Đó, lúc đầu là Xoan cuốn theo kiểu kia, bây giờ là Xoan đang cuốn theo kiểu từ kiểu khác xem này. Bởi vì không biết là cuốn kiểu nào nó giòn hơn nên Xoan sẽ cuốn theo hai kiểu. Cuốn theo hai kiểu xong để hai bên như thế này. Rồi, đã cuốn xong và thành phẩm như thế này. Chia ra hai bên luôn nhé. Một đấy, bên này là Xoan cuốn theo kiểu chéo này, còn bên này là Xoan cuốn theo kiểu 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 vuông ấy, kiểu kiểu thẳng á. Đó. Bây giờ là đến công đoạn chiên thôi. Wow, thành phẩm đây rồi mọi người ơi, đã rán xong này. Bữa ăn hôm nay là bao gồm nem và kim chi ăn với rau sống. Xong rồi, ô bà ý có chát ra cho xéo. Rồi, bây giờ anh Đông Du sẽ đảo dĩa cắt này. Rồi, không cắt 4 phần thôi bác. Mấy từng cuốn. Phải cắt nhỏ ra để lát nữa cuốn với rau sống ăn. Wow, nhìn hấp dẫn cho mọi người. Bắt được chấm này. Ăn cùng với kim chi nữa hết sẩy luôn. Mời mọi người nha. Bùi ông ơi, ăn cùng bơi trong xoắn nhá. Ok, ông bắt Wow. thử đi. Ồ, thử món nem xem nào. Chấm nhiều vào. Ông có cuốn với rau ăn chứ? Ngon không? Ok, Ngon. ông có cuốn với rau ăn đi. Ông bắt cuốn với rau ăn thử. Xong cho kim chi nữa. Đây. Đẹp mắt đấy, cô. Đây. Ồ, ba cho cả trong. Đem hôm nay Không cần cho cơm cũng được, cơm thì ăn sau thôi. Ừ, cho, đúng đúng rồi, cho kim chi vào. Kim chi. Chân cho kim chi bao nhiêu mà Ngon không? Super. Quá. À hợp á, ừ đúng rồi. Nó Ăn mời ăn với rau sống này cũng ngon này, Oppa ăn Ừ. với rau sống. Rau sống đó ăn ăn kèm ngon. Anh Đông Du thì không thích ăn rau mùi cho nên không ăn Nhưng rau chắc là mùi chú ăn rồi ạ. nhưng. Đúng rồi. Oppa cuốn với rau để ăn ngon lắm. Chị gồm. Đúng rồi. Cho miếng kim chi nữa là ăn thôi. Trong rồi kia xong.베트남과 한국의 맛의 조화. Ừ đúng rồi. Tổng hợp cả vị của Hàn Quốc và vị Việt Nam thì thấy ngon. Rồi. 이게 진짜 보통 국제 커플의 식탁이죠. Đúng rồi. Đó. Nem Việt Nam xong bên này kiểu rau sống kiểu Việt Nam này, bên này rau sống kiểu Hàn này, xong kim chi này. Đã bán bánh xếp Ờ đúng rồi. Hôm trước mẹ chồng đến chơi mà mẹ chồng bảo là con mặc dù không ăn mấy cũng mấy nhưng mà trên bàn ăn lúc nào cũng phải dọn kim chi nhé. Thế là bây giờ rút kinh nghiệm
Mà đúng là ăn món nem này thì với kim chi lại rất là hợp chứ. À, 이거 먹으니까 bún먹고 싶다. Ồ đúng rồi. Ồ, cái nem ăn với bún thì ngon, đúng 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 đúng. Anh Đông Du nói chuẩn luôn. Cái nem ăn với bún thành bún nem ấy, bún chả, ăn bún chả với bún nem này ngon này. Bún bò Nam Bộ도 먹고 싶다. Ồ, bún bò Nam Bộ thì thường không ăn với nem, nhưng mà ăn bún chả thì ngon. À, sao anh hai mua bò, mua bò, mua bò. Ồ, ok, mọc chắc. Mua vậy. Dạ. À. Ngon nhiều. Ngon quá. Ngon nhiều. Bóc cha. Hôm nay thì Son đã làm thử món nem Việt Nam cho anh Dung Du ăn và kết quả là anh Dung Du rất thích luôn. Ngon quá. Ok, bây giờ vợ chồng Son sẽ ăn đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video sau nhé. Mong rằng mọi người sẽ like và đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng Son nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye.